ceritanya. Aja. Được cả sức mạnh bây giờ là bộ phàm ấy được phân bộ chặt bộ đối được gấp này. Anh lại tiền gấp đôi rồi. Từ giờ có bài thì chắc là làm nặng, làm nhẹ. Mấy bài này em biết phải nặng thì mới tới cái lớp cơ ấy. Không. Cái lớp mỡ là gầy. Chưa chắc. Ôi, người gầy nhưng mà làm lực rất nặng là kinh. Người béo làm lại nục.
cho em hay em phải đi học, muốn học của em. Sao đại học thì lợi cái này. Thank you.